Uyên Nguyễn keng nha. Họ tu chết nha. Chắc không ai đâu đi ba đây. À, vừa nói xong bố mày nát nốt kênh này là bố mày đi về luôn. Vô qua đấy, hôm qua lại 2 tiếng buổi đêm ấy, giờ hôm nay nó hơi mệt, nó ngủ dậy nó hơi muộn. Nổi cố là vẫn dậy được. Your team's turn to ban. Cứ thế nó sai sai cái thiếu thiếu cái đéo gì ta. Cái gì đây? À John. À lưng. Ghê đấy. À bên kia có hacker kìa. Bố mình đi mít. Phải Xuân Trâm nha, Trà Quang Thủy nha. Bố mày không ngại chửi đâu. Ai à? Bố mày bao nha. Đéo nào cái loa này nó bé bé kiểu gì ta. Tèm nó như thế kia đi pick con hạ giật tê. Man bù. Đéo hiểu luôn nha. Cái bọn này nó cứ rất thích đánh mấy con AD khó khó là thế đéo là gì. Con hạ giật tê đéo phải là con dễ đâu. Mà thế đéo là cứ thích đánh mấy con đấy. Tài thật. Bắt đầu ấy. Nhá. Bọn này đánh được con nên ra ai ra tê đéo ở danh này đâu. Biết đá rát không? Tí vào các biết. Biết mẹ ông này biết đi rừng ta. Trông cũng ngọc cũng máu phép rồi. Rồi đó cần rồi. Lấy tục chạy. Mày nó bảo cái gì? Bố mày không kéo danh đâu con ạ. Cái kênh trùng kéo danh Hà mới là kênh kéo danh. Còn kênh này đéo kéo danh đâu. Ngu là cút. Ở đấy mà kéo. Phụ thuộc làm cái gì? Ai ôi thôi xong. Của nợ và ám tao. Chả vợ đi chồng. Tao mà bay vào trong miền Nam ấy. Mà lúc đấy mà mày mà né ấy. Chỉ ở đấy mà chả vợ đi chồng. Mẹ nó không cho chúng. Ui, má này còn tiết tướng. Súc vật. Hà yêu tao không? Tao biết mày là ai Đỗ Quyền ạ. Bị Quyền. Chào anh Bi nhá. Bình thường chúng mày sẽ lên giày kháng hiệu ứng phải không? Nhưng đối với tao thì không.
Đây này, đi ganh đón lẹ. Chạy lại vòng tròn quá mục tiêu. À, cướp rồi. Cướp này. Không đánh được nó đâu, đồ ngu. Đi ra. Ở kia nó có một xanh nhỏ tên. Tên. Đồ ngu. Chán ghê nhỉ. Nó đi hiểu cái gì. Mẹ thằng Hưng này. Nó đi hiểu cái gì chán nhỉ. À, nhìn cái thằng support này. Hồi trận quân nha. Tao thủ đéo như cái thằng đần. Nó bảo vào cứ bộ xanh kìa. Ông ấy chạy con mẹ ông bộ đỏ. Tất cả vào tên Hưng từ giờ không vào nữa. Nó đéo hiểu một cái gì. Nó cứ ngơ ngơ. Nó hiểu khi đẻ ra ông bà già nó có cho nó đôi tai không? À, thay đổi máu à? Máu ở trụ nhìn nó khác nhỉ? Út mẹ là gấu. Trời! Gấu ơi, thật dừng. Bóp! Kìa! Thêm! Kìa đánh nó đi! Đánh nó đi! An enemy has been defeated. Mà! Đúng rồi á! Toàn thứ đâu đâu! Tao có chửi đâu! Nhìn ngứa mắt thật. Tao thề mấy thằng cao thủ vào chơi còn ngu hơn mấy thằng tiếng Anh. Nói thì bảo khinh người. Mày bố láo à. À, mày ra đây. Mày ra đây. À, chẳng nhẽ tại đá không chúng. Tao phải phá mít ra, cướp bộ đỏ đi. Đừng. Cướp thì cướp hết, không để một cái gì cả. Mày nhanh thế nhỉ. Cướp hết tài nguyên nó mới thọt. Mày cái thằng danh con này. Ê, núp. Ô, chưa bắn mày. Ô, mạnh cái con này. Sao nó đang đi nó lại dừng lại ta. Ghê mày. Làm cho gì á. À, biến về à. Bố mẹ lính tao lại đến. Từ tao đá cho nó mới vắt ra tao biết. Ôi trời điên, hai cái thằng kia chúng mày cứ sợ cái gì nhỉ. Ôi, bố mẹ rồi. Nó cho thôi. Con rác này bây giờ nó giảm sức mạnh nhiều quá. Ui, bỏ mẹ rồi. Cái điếm rồi đấy còn cầu ta. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. Sao nó vẫn cầu nhỉ. Ôi thằng kia ăn cướp rồi. Bây giờ bố mẹ sẽ không cho thằng support này vào nữa. Ui ôi. Từ trận sau cho cao thủ vào nữa nhá. Cao thủ toàn thằng ngu thôi. Chán lắm. Cao thủ nó cứ ngu kiểu gì nhỉ.
Mày điên quả đấy, nó cầu không tao đủ đam rồi đấy. Bịt ma cái con rat này, nó dọn lính lâu thật đấy. Đấy, đi mẹ nó. Bố mày là giàu đây. Con rat này nó dọn lính lâu quá. Nó chỉ được mua cái bắt chủ lực dễ. Trời ơi, còn bà mày chứ. Đéo thằng nào đéo cho tao dùng mít. Mà thằng rừng xúc vật này. À ghê. À ghê. À ghê đấy. Ghê. À ghê. À ghê. À đéo nào ấy nhỉ. Thôi thôi, tôi bắt được của nợ rồi. Về mời gần gà để khỏe thật. Thế nó combo nó lại không mất máu ta. Bỏ mẹ rồi. Cái chết từ từ và đau đớn. Ôi mày quá. Hay cái thằng bố mày hay. Ông nó hack map vào hồ sơ đi tóc nhỉ. Tất cả mọi thứ đều có trong đấy. Cái đéo này, cái thằng rừng này sao nó lên đồ này ra. Không rồi. Dẻ nó ra đấy. Dẻ đi, dẻ đi. Có bố mày đây mày sợ cái gì? Dĩa đây, có dĩa đây, có dĩa đây. Chắc mình có dĩa mạnh lắm ấy. Tránh xa cái thằng thêm ra. Ở kia chúng mày. Súc vật rừng. Hazate, Hazate, Hazate. Thằng rừng này từ giờ đéo cho vào nữa. Súc vật eo su. Tên đẹp đấy. Các bạn bọn này đéo hiểu ý tao thôi. Bọn này nó đéo hiểu ý tao thôi. Còn tao đánh với thằng, tao đánh với thằng Wave, thằng Zana, tao chỉ cần băng trụ phá thôi. Và chúng nó đã hiểu mẹ rồi, đéo như bọn này. Đánh chìm ngu. Đi mẹ kiếp. Thằng kia nó xanh rồi, bắt đầu nó giở trò ấy. Đéo nào ấy nhỉ. Ôi chịu nha. Chịu nha, chịu nha, chịu nha, chịu. Ông nói hành mát mà vào hồ sơ TikTok nha. Tất cả mọi thứ đều có trong đấy hết. Đéo đánh con này nữa. Sau đánh con khác. Nhớ cái đéo thì mà nhớ. Địt mẹ làm nghề này của tao mà cứ nhớ nhớ nhung nhung thì có mà. Không dám đánh nữa. Thằng Emily đéo là dám mở combat nhá. Mày sợ cái đéo gì. À ghê. Thế đéo là mỗi lần combat chúng nó nhiều hết à. Mỗi lần có bát chúng nó nhiều hơn nhỉ.
Mà đưa suốt ngày em biết. Ôi thịt yếu nó đá từng người riết này, không muốn máu nhỉ. Sao có lên càng phép đâu ta. Để bố đổi mạng với thằng AD đó. Dọn lính ơi. Cứ để bố mày đáo vào lính này đi áo mày nhỉ. Lính đừng chết, đừng chết, đừng chết, đừng chết. Tao sẽ đổi mạng với thằng AD đó. Kiểu đéo tao phải đổi mạng được với thằng AD đó. Để xuống mày công trụ. Nhưng mà chưa phải thời điểm này đâu. Thằng gấu nó chặn lính ra. Thằng rừng xúc vật. Nó nghĩ nó vào nó tét tướng là bố mày hack map là bố mày gánh được. Cái thằng bố mày chứ. Cái thằng hai ra tê. Cái bố bị đánh này còn đi chạy thăm lính. Nhìn nó ghét không kìa. Cố lên. Cố lên. Nó thấy bố bị đánh nó còn chạy ra nó phàm cái con xe. Mà nó không ra nó diễn mà gần ra. Nhớ mà tao đấy con ạ. Nhớ mà tao đấy. Đúng là đồ ngu. Thấy đồng đội bị đánh chạy. Đồng đội ăn gần xong mạng KS. Sợ vậy luôn. Sợ cái chát. Quả đấy nó thừa sức bắt được con mờn ga. Nhớ mà tao, nhớ mà tao để bố mày kích chứ làm sao nữa. Bố mày đã bắt được thằng AD nó rồi. Lũ súc vật. Đó mới làm một cái gì. Chỉ đợi. Đợi để bu liếm. Má nè. Đấy bắt đầu đánh nhau ấy. Còn lâu nhá, cú rết nhá. Hết chiêu kìa. Hết chiêu kìa. Kìa. Má trời ơi. Trời ơi, trời ơi, cút ngay. Cút đi, đừng vào nữa. À, thằng Emily đứng im một chỗ. Còn ulti không bật. Đéo hiểu luôn. Bây giờ gần chết rồi mới bật. Đúng là cái đồ con lợn ngu quá. Kéo bật từ đầu đi để lên tăng miễn thương vào mà đá. Lại còn để mất nửa cây máu rồi mới bật. Sao mà ngu vậy trời. Ôi ôi. Cút hết. An ally has been defeated. Để cho vào thì bảo khinh người. Để mẹ cho vào. Súc sinh. Súc sinh. Nhưng mà súc sinh. Đã hiểu luôn. Còn làm những thứ khác người. Dừng bỏ mạng à. Oh man. Má cái thằng kia nó không dùng ulti nó câu gì đi. Nó lại còn dơ chiêu nữa. Chán luôn. Cái bọn này nó mới ngơ kiểu gì nhỉ. Đủ cả lũ bây giờ. Bỏ mẹ gấu nó đến rồi. Xong. Thua.
Thua đấy. Lâu lắm cho chúng mày vào đấy nha các cháu nha. Về. Về đi. Về được thì phải về ngay. Má chị. Không đau trả thua. Mày là thằng biến đầu tiên đấy tên ạ. Mày là thằng biến đầu tiên đấy. Đi về đi. Má nó còn không đi về, nó còn mót ra đây, đêm trắng. Cút, tôi giờ cút vĩnh viễn luôn. Ô, tôi bốn là chúng mày nhá. Biến đi, biến đi, biến đi. Đêm trắng. Cái lồn gì ta? Hưng. Tất cả thằng nó tên Hưng cút hết. Lồn gì ta? Mẹ. Súc vật. Súc vật eo su. Súc vật eo su. Thằng thứ tư. Thằng đéo gì nhỉ? Thằng gì cầm con hai da tê nhỉ? Anh Thanh. Cút nhá. Ta đã bảo rồi, mày đéo đánh con hai da tê đâu. Mày đánh được con hai da tê, mày đã không ở danh này. In game cái mà bố mày in game. Anh Thanh. Ui shit. Để con lợn. Thôi cút đi. Đừng vào nữa. Cầm một con AD. Cầm một AD còn đam còn đép bằng một nửa tao đấy cái gì. Thôi nhá. Cút đi. Đừng cầm AD nữa. Bố mày sẽ là thằng cầm AD. Thôi biến yêu nhì. Bố ơi, bị bay mất mấy cân chỉ vì mày ở đây. Cút. Thằng này nữa. Mày vẫn còn mặt dày để vào à Emily? Mày vẫn mặt dày để vào à? Hả? Mày vẫn còn mặt dày để vào à? Đâu có đâu con ạ. Bố mày sẽ kích mày luôn. Cả thằng Vinh này nữa. Mày ghê mày. Cút đi. Vô. Đừng mặt dày với tao. Zana với Quay ở đâu? Quay đâu hả? Sao không thể chơi cùng nữa? Mày đi hỏi chúng nó. Đừng hỏi tao. Ông Nhi đừng vào ông Nhi. Mày có thể đi kênh khác chơi. Your team's turn to ban. Cái thằng V Quang kia mày cứ giả thằng Quay lắm. Mày biết thừa là bố với thằng Quay nó quá hiểu nhau. Mày nghĩ mày fake tên thằng Quay bố tin mày không có đâu. Mày đang lừa ai đấy? Ơ, mình pick đầu. Ngon quá. Hà ơi sao kích tao quá. Hỏi xem qua từng làm những cái gì. Rồi hack map vào phần hồ sơ TikTok nha. Tất cả mọi thứ đều có trong đấy hết. Rồi cầm con giòn này đã. Bố mày không nhờn đâu. Cái ác 4x của mày to quá. Cái gì cơ? Thằng kia nó vừa bảo cái gì đây nhỉ? Tơ. Tao đánh mỗi con thên ghẻ đầy ầm ầm mà vẫn kích. Ơ? Tao gắn cờ bắt nạt quấy rối nhỉ? Tao có nói gì đâu? Xong rồi. Nó gắn cờ bắt nạt quấy rối nhỉ? Có nói gì đâu? Thôi không nói nữa. Tao chửi ai?
Ồ, nói nào. Không nói gì, bắt nạt của quấy rối. Con này đúng là quê sớm. Bố mày không chào nữa đâu. Chào bây giờ cũng ăn cờ bắt nạt quấy rối. Lâu tôi mới chào. Không có đâu. Không nói gì cũng bắt nạt và quấy rối. Xàm thật. Thế nhé nào lại thế nhỉ? Gắn cờ do bắt nạt và quấy rối. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Unleash the dragon. Sao? Kéo này. Sao lại thế được ta? Đến đấy nhỉ? Chúng mày tin không? Chỉ cần tao supply phát là bây giờ là đi một tuần luôn. Mày thích quảng cáo không? Mày thích quảng cáo không? Mày thích quảng cáo không? Bố mày đang ăn cò, bố đang cay đấy. Thằng kia ở đâu rồi? Nào huynh nhỉ? Thì đi về. Mày ngu rồi mày quay lại làm gì? Đừng để bố mày cho mày cút lên đi nghe. Bố mày không đùa đâu. An ally has been defeated. With this bow, I fear nothing. Our middle lane tower is under attack. Outrun this. Dragon and Slayer. Vậy. Mày không đủ đạn đâu. Thế nào ôi. Chán thế nhỉ. Cái toàn thịt đâu đâu. Cái thằng mít nó lên đồ kìa. Nếu là một cao thủ bây giờ nó cứ làm sao ấy nhỉ. Một cao thủ bây giờ nó cứ ngơ ngơ làm gì. Bố mày đang cố giữ cái kênh này từ giờ đến hết tuần sau. Không ra đàn. Trời ơi. Cái thằng support này. Ủa. Chán thế nhỉ, không thằng nào biết đánh support. Từ bây giờ tao sẽ đánh support. Tao không đánh AD nữa. Chúng mày đánh support ngứa mắt quá. Thật từ giờ không đánh support, không đánh AD nữa. Thề chúng mày đánh support tao nhìn ngứa mắt lắm ấy. Cứ ngơ ấy. Thì sau bố mày sẽ đánh support cho chắc ăn. Nothing clears your mind like aiming an arrow. Cơ hội, cái đen một cơ hội. Ông cứ ngơ ở đâu ra một cơ hội. Giờ này còn Zidu lên phép. Sao không ulti nó?
Trời ơi! Má cái bọn cao thủ này, nó lao vào như thế, biết thừa nó lao vào kiểu gì, nó cũng lao vào ảnh chạm mà không biết ulti trước. Để cho nó bị... Má... Chán thế nhỉ? Sao nó cứ ngơ kiểu gì nhỉ? Tránh xa tao ra! Giờ mình đi! Tránh xa tao ra! Không cần ôm tao nữa! Có cái tác dụng gì từ nãy giờ đâu! Đấy! Đi dùng! Đi dùng chiêu 2 vào cái con quái ghẻ! Không để mất chiêu 2 vào 10! Chán thế nhỉ! Ngu. Vào đi. Trời ơi. Mày còn lúc nào cái gì? Bây giờ mới vào thì nó đã ulti nó chạy. Sao mà trên đời lại có cái thằng ngu như mày được? Tránh ra tao ra. Đừng gần tao nữa. Đấy, sao thầy đi dùng chiêu vào linh? Rồi. Ôi giời ơi, sao mà ngu thế à, trời ơi. Thôi thôi, tránh à, cái thằng support này. Chán vậy ta. With this bow, I fear nothing. Đam mê dùng chiêu vào lính hay sao ấy nhỉ? Có chiêu là bắt nó dùng vào lính. Lính nó mới dọn được. The wind does my bidding. Our dragon lane tower is under attack. Đấy. Ủa. Your tower has been destroyed. Lại đi dùng mình tuôn đi vào cái thằng support nữa. Trời ơi, cái thằng này. Mà ngu vậy trời. Tất cả thằng nào tên Tú từ giờ không cần vào nữa. Biết vào để làm cái gì không biết nữa. Ngủ không đi ra đấy được. Chán đấy nhỉ. Tránh xa tao ra xuống bớt ạ. Tránh xa tao ra để tao farm đấy. Thằng danh con này. Mẹ thằng này nó xanh, nó ép. Thế đéo nào, cứ những thằng nào đi support cho tao không Toro thì lại là Zidu là thế đéo này nhỉ. Không Toro thì Zidu. Làm ơn tránh xa tao ra. Thật, tránh xa tao ra. Ta không cần support đâu. Ta không cần support đâu. Ít mà cái gì này. It's not about the target. It's about the grouping. Unleash the dragon. Win. Ui dồi ôi. Dùng chiêu. Ở đây là bố của dùng chiêu chứ không phải dùng chiêu nữa. Ui dồi. Tránh xa con đào bố ơi.
Tránh xa con ra. Tránh xa con ra. Bố đừng có gần con nữa. Tránh xa con ra. Bố tránh xa con ra, trận này chắc chắn con sẽ gánh được. Còn bố còn gần con thì con chịu. Toán dùng chiêu vào lính, đến lúc gặp người không có chiêu dùng. Sợ thật. Con nhà rời. Nó hack map vào hồ sơ TikTok nhá. Sợ ghê cái bọn này. Ông thần support. Cũng là support mà sao nó khác nhau thế biết. Bố để đi nha. Nói tin chúng mày. Quá mệt mỏi. Khế đâu? Chiêu 1, chiêu 2 các kiểu đâu? Ulti đâu? Ui bộ. Cứ bảo tại sao không cho vào. Đấy. Lý do đấy. Cảm ơn luôn đi. Cần hỗ trợ. You have defeated an enemy. Thằng rớt cho bụi đấy, rớt cho bụi đấy. Thằng rớt cho bụi đấy. Kiểu đặt ở góc hẹp đẹp quá. Nó chiêu nó không có nhiều đâu. Bạn nghĩ bạn về được á? Tôi nói với bạn là không. Ủa sao không đủ đam ta? Ơ có đứa nghe phải đủ đam rồi chứ. Không nói hack map và phần hồ sơ TikTok nha. Tất cả mọi thứ đều có trong đấy hết. Úi dồi ôi, choáng toàn trượt này đánh cái gì? Mẹ Murat. Nếu là một con Zidu mà cứ đi sợ một cái con... Đúng là đồ của nợ. Ngoài hạch map và vật hồ sơ TikTok nha. Tất cả mọi thứ đều có trong đấy. Nhắc tên là TikTok nó ban. It's about the grouping. Your team has destroyed a tower. Shut down. Your team has destroyed a tower. Con nhà rời. Mày quá chạy để còn cầm con giòn. Đau mày.
Chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Giỏi thì chạy đi, chạy đi con. Xem mà chạy mấy lần. Hơi nhạy cảm, hơi nhạy cảm, nhạy cảm đấy, làm việc nhau. Lại bảo không cay đi. Mười bốn cây kỳ công to này, mười bốn cây kỳ công to này, mười bốn cây kỳ công to này, vẫn còn mò bên đấy. Bên đấy nó có, bên đấy có kỳ công à? Hả? Hay bây giờ rồng đổ ra bên đấy, rồng là kỳ công. Thạch đấu còn chưa bắn được như nó, thằng kia có rõ phá mắt không? Hả? Trời ơi, cái thằng anh Tú này. Thách đấu còn chưa bắn được như nó, còn bố thách đấu còn chả bắn được thế. Ôi, út rồi. Ông nói hack map vào phần hồ sơ tích trong nha. Tất cả mọi thứ đều có ở trong đấy. Lên! Lên bây giờ, bao giờ mới lên nhá. Đi dắt, xin cái khiên. Từ từ nhá. Có support lên bây giờ, nó không lá không nghe đâu. Bớt. Thằng kia, 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 nó bắn trên chi kia không qua đâu. Cái gì đây? Thằng Mẫn Nguyên này nó nói cái gì đây? Đây. Thằng Mẫn Nguyễn này nó nói cái gì ta? Cái gì mà chửi cha chửi mẹ đây? Từ 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 từ. Để nó chửi cha chửi mẹ. Bạn Mẫn. Bạn Mẫn sinh năm 2011. Ghê quá nhỉ. Bạn Mẫn đạo lý à? Gần mới đây. Ông nói anh map vào phần hồ sơ TikTok nhá. Tất cả mọi thứ đều có không đấy. Thằng Minh Vương. Ông cụ tổ support. Thằng Muzat chắc chả cay đâu. Thằng nói MVP nhỉ. Tao với thằng MVP, bố mày sẽ mời lại thằng hạng 2. Bây giờ cứ đúng luật nha. Tao MVP tao sẽ mời lại hạng hạng 2. Còn tao hạng 2 thì tao sẽ mời được MVP. Thôi bố Tú ơi, con chịu bố rồi. Con chịu bố nha. Vô. Ông là hack map vào phần hồ sơ TikTok nhá. Tất cả mọi thứ đều có trong đấy hết. Giọng hôm nay vang thế. Có mà điện thoại của bạn thì làm sao ấy. Giọng thế còn vang. Tối qua live, tối qua live mất 2 tiếng buổi tối. Ngày nó hơi mệt mệt. Sáng giờ ăn quả cờ bắt nạt quấy rối mà lạnh hết người. Không nói cái gì nhá, không chửi cái gì. Thế nào vẫn ăn quả cờ bắt nạt quấy rối. À thế tài. Ơ, thằng đéo nào nhỉ? À thằng danh con kia láo nhỉ.
ông trùm bú Win John có người yêu. À lô em Hà hả? Hả? Lô em Hà, ai là em mày phút? Vô. Đỗ Huy Tùng nhé. Thế Trần nhé. Thằng Ngọc Hiếu nhé. Thằng Chào nữa, Chào Thế thôi. Thằng nhiều á. Thằng nhiều nó ban kênh. Hôm qua làm thêm giờ à. Chiều hôm qua bị ban kênh nên like thiếu giờ, nên tối hôm qua phải like bù, chứ không phải là làm thêm. Sức đâu mà làm thêm. Mày phải tên thằng quay thì mày cút đi. Mày đừng nghĩ mày bố mày không biết. Đấy con gì được ta? Hôm nay con giòn nữa. Thì con giòn nhiều mệt. Thằng Thành mày thích giở trò phải không? Gì? À, con vừa dắt kìa. À nó lấy con voi. Nó lấy con voi. Thằng Thành ra đây đi. Thằng Thành ra đây. Bố mày trợ thủ đâu. Bố mày sẽ đánh Aliku. À có skin này. Thử luôn. Mà cầm tốc biến rồi. Thế mà có gì ở ghê phết này. Một trong hai thằng ADD không nhường nhau. Không nhường nhau. Phun đam. Trận này không phải lên giảm hồi máu. Ngon quá. Tao đố thằng AD được chơi game. Cái gì? Thằng Vinh mà chỉ cái gì? Mày chỉ cần này. Mày phải hiểu khi bố mày là support đi. Thì một thằng không biết chơi AD ấy, thì cũng sẽ biết chơi AD. Trận sau cho tao slot cứng nha. Mày có biết bố mày đang vừa nhếch mép không? À, mày biết bố vừa nhếch mép không? À voi cầm bộc phá. Ghê nhỉ. Ghê đấy. Voi cầm bộc phá thì ghê rồi. Full dam. Không có sách, không có chữ băng gì hết. À thằng kia vào để phá. Thằng bên con Thành này vào để phá. Được. Được khá đấy. Vào phá đi con. Mày ăn chứ. Đúng là lũ súc vật. Cho vào bắt đầu phá. Vào là giờ là cút. Thế thôi. Vừa mất con bùa đỏ chứ biết làm sao. Toàn anh em nhà rời. Cẩn thận bùa đỏ bên ta chưa xuất hiện. Bây giờ bố mày còn cho mày vào nữa.
Từ giàu bố mẹ còn cho mày vào nữa. Bố mẹ đéo lại đâu còn. Phan Đình ấy, Phan Đình ấy, thằng kia nó phá rồi. Một lũ súc sinh chơi game. Dọn nó con lính đi, dọn nó con lính đi. Về đây á, mày đang chỉ đạo ai đấy? Mày đang chỉ đạo ai đấy? Hả? Mày chơi được chơi không chơi được thì cút. Bố mày cũng khiến mày chơi cùng bố mày, được chưa? Mình chỉ đạo bố mày chơi game, nhóc con. Linh! Má con rồng. Sao nó biết ta, chẳng lẽ mát à? Lôi đây, lôi đây, lôi đây, lôi đây, lôi đây. Lôi! Một thằng ngu vẫn còn ở dưới đấy. Hỏng rồi. Đúng rồi, thằng súc sinh. Khá đấy con ạ. Ui, ghê mày. Vào tiếp đi con, xem vào đủ được không? Thằng Adê dọn lính trước đi! Thằng Adê ở trên này thôi! Adê dọn lính đang đi vào luôn nhá! Dọn lính đang đi vào trụ luôn! Ok á! Vô cát! Ơ, sao trụ không bắn nó nhỉ? Sao trụ nó không bắn ta? Mày nghĩ bố mày cầm con này thua không? Con này con gánh mạnh nhất, gần như mạnh nhất của tao rồi. Giờ này bố mày lên full dam, chúng nó khác biết mùi đau đớn. Má nó không ra đam kìa. À map, 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 map à. Không sao. Má với bố mày định thế đấy con ạ. Do đâu đánh con. Dùng chiêu chuẩn thì cút đi. Nóng cả mặt. Lính hết. Lấy ngựa mà quạt nó đi chứ con gì. Chú chơi con. Ơ, đéo nào nhỉ. Nếu một tim mà thằng kia có mất máu ta. Thấy nó đi con. Mày sợ cái gì. Ủa rồi. Toàn thần. Đúng là toàn thần. Súc sinh. Our middle lane tower is under attack.
Your tower has been destroyed. Mẹ chưa có đam đánh khổ quá. Quấy đi kiếp cái gì ông. Tao đếm hết thằng John này nó có ngầm ngọc 36% tao từng chí mạng không nhá. Hay nó lại cầm ngọc mẹ nó. Công vật lý xuyên giáp nữa. Cái phim này có vẻ hơi nhỏ này. Thằng ngu John này còn núp đấy làm gì. Ông bà già mày trong đấy à. Đi ông nhảy luôn đi để còn đi núp vào đấy làm gì. Súc vật. Được mà cái con này nó không có chiêu nào, không có chiêu nào mà nó né về cái ulti mình giỏi thế này. Bố mày có đồ vấn đề này khác ngay. Có voi còn pick alit đấy. Nào bảo cô đấy. Mày nghĩ bố mày sợ cái con voi ghẻ. Cái bọn này nó đéo biết trận lính trước nhỉ. Xong dọn lính trước ta. Xong nó dọn lính trước nhỉ. Bố nó không treo nhỉ. Mà có treo bố này thì treo rồi. Thì bố không treo thằng ngu được. Còn mày thích bảo kê mày thích. Mày thích AD mà có cần support bảo kê thì mày đi đơn. Thế thôi. Bố không đánh như chúng mày được. Còn mày lại nhảy nữa từ giờ mày cút. Lại nhảy. Ngước cả đi. Chẳng cái kia mày cũng tin tao mày cũng dùng. Quả đấy lên ngựa là quạt được luôn rồi. Còn dung chiêu hai nữa. Quạt thì quạt luôn đi. Thằng voi đang không phép rồi. Dark Slayer has been summoned. An ally has been defeated. Và thằng AD nó còn nửa cái máu thôi. Mày nghĩ bố mày sẽ để cho mày vào dễ thế à? Để tao cô lập thằng AD nó thôi. Không dồn đam nổi à? Kém mày chó. Rồi tiếp theo tao phải ra thủ. Ô
ここは。みんな、受け取って。Bố mày cũng không cần lấy cung tà ma, bố mày lấy cái này. Nó lấy cái giảm hồi máu chứ, thằng kia nó cũng cung tà ma đấy. Bố mày sẽ dí thằng AD nó cho. Khi bố mày lên trên ấy, thì chúng mày phải đi theo tao. Thằng AD ra. Kìa. Ông mày hack map vào nồi sơn tích. Á, kìa, kìa, kìa. Nó tụi mình hết chẳng ấy. Chơi đi, bắn đi, voi, bắn đi. Không có sát thủ đâu. Bắn đừng voi đi, bắn đừng voi đi. Nhanh lên. Tao có đồ ti. Bóp thôi. Đội trưởng con này tao không gánh được. Bắn thoải mái cho tao. Cứ bắn đi. Bảo đoán choáng ngay. Bố lại còn búp giáp đây này. Ôi trời ơi. Bố con ơi. Vinh nhá. Vinh nhá. Ok nhá. Sao pha lao lao đấy là tao đủ hiểu đấy. Sao pha lao vào trụ ấy là bố lại hiểu mày vấn đề rồi đấy. Sao pha lao vào trụ đấy, bố mày hiểu vấn đề đấy. À, bố mày không quan tâm. Mày có biết chơi xạ thủ hay không, bố mày không quan tâm. Nhưng mà khi mày yếu máu, mày vẫn cố lên để mày lao vào trụ. Mày bắn. Thì bố mày không cần biết mày biết con nào cả. Hết trận cút. Thôi. Đừng lý do với bố, đừng lý do với bố. Chính bởi lý do lên phường. Cứ bắt đầu có tí lợi thế là chúng nó sẽ giở trứng. Kiểu đó thì cũng vậy. Giở lý như mô giác. Khiếp thật. Mồm gì ở ngoài kênh chất lúc đéo nào cũng đạo lý. Ôi dồi ôi. Mù giác. Có vẻ con AD là cái con chơi dễ nhất. Mà còn đeo chơi được nữa thì tức là phá chứ là sao nữa. Dọn lên. Còn cái thằng kia dùng muốn tìm mà cấu thiện AD đi. Thì dùng tìm làm gì. Ông hack map vào phần hồ sơ TikTok. Bỏ cái chuỗi đi. Đúng không? Mà bỏ cái chuỗi đi. Đúng là lũ xúc sinh. Bố mày đã bảo bỏ cái chuỗi đi rồi. Thằng Vinh từ giờ không cần đào nữa. Bố mày nói thì mày không nghe. Ôi đồ xúc sinh. Còn lâu bố mày cho mày vào nữa con ạ. À. Mày hết cơ hội làm người rồi. Lừa nó đi. Ông Linh lừa. Đúng là đồ thần kinh. Tỏa cái thứ đâu đâu. Nó hack map vào bản hồ sơ TikTok này. Đã bảo bỏ cái trụ ấy đi vẫn còn lao ra. Bây giờ có bố này thì lao ra được nè.
Ba lắm cò vậy ta. Mà dành tay em cho xin like với. Thằng dừng nó cho bụi đấy. Đây thằng dừng nó chỗ này đây. Đuổi nó. Mày lên người thì không đuổi được nó. Cảnh đâu? Đã bổ sung. Ngươi đây. Trời ơi. Sao mà ngu vậy trời ơi. Lúc em là chỉ đợi để ăn thôi chứ không bao giờ chúng muốn làm. Chúng đang kỳ công kìa. Mẹ nó ăn xong mẹ rồi. Ok, cái bố mày ok. Bố không nói mày biết được nó ăn được cái công không ấy. Đừng có nghĩ mình giỏi. Giỏi đâu. Dìa nó đi. Lôi tế, bình tĩnh. Mất cái giải của bố mày. Tao chẳng ai đây kìa. Bắn đi ra đây. Chỉ có mày bắn được con voi thôi. Không cần nào bắn được con voi cả. Không khen. Khen cái gì? Nó có giỏi đâu mà khen nó. Một thằng hack map mà cứ nghĩ mình hay. Hay hay không thì cũng thế đi. Ông nói hack map vào phần hồ sơ TikTok nha. Tất cả mọi thứ đều có trong đấy hết. À, đã bị đánh ra đi rồi. Bố mày không quan tâm. Cút. Phần mới đây. Chín mươi uy tín đánh cái gì? Ồ, thằng này chịu nhá. Đừng nghĩ skin đẹp mà bố phải để cho mày chơi vô. Ông nói hack map vào phần hồ sơ TikTok nha. Tất cả mọi thứ đều có trong đấy hết. Đánh AD tao cầm con Aliku. Tao cầm con Aliku thật chứ tất cả thằng nào chơi AD thằng đéo nào cũng sướng. Đéo thằng nào phải khổ cả. Gặp tao để làm gì? Thật. Tao đánh xuống bot mà bạn AD rất sướng luôn. Tao đánh xuống bot chưa bao giờ để AD tao phải thọt. Trừ khi nó quá ngu đi. Ông đã hack map vào phần hồ sơ TikTok nha. Mà mày đéo hiểu đâu. Cái hồi tao chơi hack map rồi, tao đánh support mà tao đã đứng trong top 500 rồi. Eo su thì phải gặp. À, con cá mà. Ghê nhỉ. Mày phải hiểu là khi bố mày like game này, bố mày không hiểu về game ấy, chắc chắn là sẽ không like được.
Oliver Zidou à, ghê nhỉ. Oliver Zidou à. À, Oliver Zidou. Thằng kia bay ra. Tao cho mày chọn trước đấy. Tao cho mày chọn trước. Cho. Hazate, tiệm nó như này không Hazate được. À thôi Hazate đi. Trợ thủ. Ơ con Aliku đâu rồi? Ơ con Aliku đâu nhỉ? Bỏ mẹ rồi. Không sao nhá, bố phải được cầm con này support vẫn được. Đối với tao ấy, cầm con nào cũng vẫn gánh tem thôi. Mẹ ấn nhầm. Sao mày chặn nick kia của tao, bố mày còn chặn nốt nick này của mày cơ. Cứ ở đây mà sủa. Thông thạo ad đấy, không phải chuyện đùa đâu. Đích thân bố mày sẽ bắt thằng AD nó. Tao ban là có lý do đấy. Đừng có kích bác tao để tao chửi. Tao chửi mà tao bị ban kênh ấy là bốc hơi. Bố mày sẽ chặn từ tay từ đầu. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Thằng kia đi support phải không? Ok. Support thì mua đồ support đi. Hay con cá đứng nhà. Everyone I love. Con cá sợ quá đứng nhà. Mày chắc chưa thấy tao đánh flash bao giờ. Nó cướp bộ đỏ kia, nó cướp bộ đỏ kia. Nó cướp bộ đỏ kia. Trời ơi, nói ai thằng ngu này không hiểu tiếng người. Ôi sao con cá ấy. I must protect everyone I love. Hey, over here. Ra đây! Ra đây thằng danh con! Cú đấm chân không! Get up to speed. Sợ nó! Sợ nó để tao! Where in the speed force are we? Mày không thoát được đâu con trai. Bảo rồi mày không thoát được đâu. 4, 3, 2, 1. Bốc hơi. Không có gì trên này để ganh cả. Ganh chồng đấy. Ôi thằng này không dám bật ulti lên quả tao rồi. Chỉ ganh chồng thôi. Không ganh được nào khác cả. Tốn mana quá. I must protect everyone I love. Gấu đi rừng. Dragon has been defeated. Force are we? Our middle lane tower is under attack. Mẹ sao tốn mana thế nhỉ? Hey, over here. One side. Có mà chạy lên rồi. Có mà chạy lên rồi. Ôi ôi. Huy không có người yêu. I'll give it my all. Có người yêu. Huy không có người yêu. Tao đi support thì để bố mà đi support. Đánh thì ngu. Lúc đéo nó cũng để phải gánh. Mày đẹp chết. Bố mày còn giật bóng đấy con ạ. Bố mày còn tốc biến cơ. Ôi biến mẹ mày đi.
À, tôi rồi đó, về gì? Không về sớm. Đây rồi, con hàng bao nhiêu? À, anh quay chung mày không? Sao gắn lắm cờ vậy ta? À, ghê ngắm. Bắt đầu ngắm ấy. Thằng này không có ulti thì lấy cái gì để chạy nữa. Zubat Sun ở quên. Thế mà không qua đây Zubat Sun lại gắn cờ. À, nó gắn cả núi cờ. Ê, anh Cảnh, để tao màu xanh đây. Để tao có màu xanh. Má, anh đấm lâu chưa này. Mất cái trụ bây giờ. Mày quá, thằng người nó không biết lấy trụ. Ghê nhỉ đấy. À, ăn rơi bản lĩnh ấy. Không, chắc chắn là không. À, dám ở lại à? Combo nó luôn trước khi nó. À, cầu đó làm gì mà cầu. Cú đâm chứ không. Má, thằng kia nó lùa kia ra chỗ khác. Chạy đi. Bố mày đỡ cho mày đấy con ạ. Bố mày không đỡ được nhiều đâu. Bố mày chơi game nước kéo động là tinh thần đồng đội lên đầu. Không có bố mẹ quả đấy, mày không ăn quả cú đấm chứ không mới là lạ. Hỏi về ông nó hành map vào phần hồ sơ TikTok nhá. Ấn loại chiêu thì bảo đỡ. Thế mày nghĩ quả đấy ta cũng lao lên ấy thì thằng Tu Len nó còn sống nổi không? Ta cũng lao lên Tu Len sống nổi không? Đời bố phải lên sách cái trận ghẻ nè. Sách vở gì giờ này hết. Cầu chủ đây. Hey, over here. Mày nghĩ mày bắn trúng được bố mẹ con. Cầu chủ cho tao. Ôi ôi. Thế thì ông nào cũng lướt được ra nhỉ. Mày lưu lại đi xem có trúng Tu Len không. Ôi mẹ thật cái mười nội tại kia. Sao cái gì. Ôi trời ơi. Đúng thần. Đúng thần luôn. Và con nhà rời rồi. Mà thế đéo thằng AD nó quả đấy ta không để ý là nó còn tốc biến hay không. Nó tốc biến rồi sớm.
force are we? Một thằng ngu đi xuất quá. Rồi. Ô mẹ cái con bò này nó cậy nó ra giày thì chắc rồi. Our Slayer Lane Tower is under attack. Can't be late. Anh đi. Bố mà hồi chiều 1 thì thằng Rat này bố đấm cho mình ngu hết người ngay. Thấy cái gì chưa? Trời nó! Hazate! Ông ngu kìa! Bỏ luôn! Con cá kìa! Cá trong bộ! Má nói như thế thì còn đéo dùng chiêu 1 vào đấy. Còn không ép được nữa thì con chịu các bố đấy nhá. Là cá nó thắng phép rồi. Bố nó sẽ ghép chúng nó, khéo góc chúng nó cho lúc mày. Tiêm đâu! Hazate! Việc của mày đấy Hazate. Bố mày chịu nhá. Bố thương binh rồi. Bố không thể góc vui được chúng mày nữa. Cái thằng bố mày chứ. Ô bố mày đi về đây. Tập trung mục tiêu nào. Đau mày. Chả nhẽ để biết tao ở đây mà bắn. Bắt đầu giở trò ấy. Ăn cho lắm bắt đầu giở trò. Thằng tu len này như đấm lên xuyên giáp hay sao nhỉ. Thằng tu len này có ăn nhiều mạng hơn tao nhỉ. Ôi ôi. Không qua tường. A go! You have defeated an enemy. Thần bắt AD rồi. Go away! Tránh đêm dài lắm đâu. Thằng AD nó khóc luôn. Thằng AD nó mất khả năng chiến đấu luôn. Đi ra! Để cho ông Phá lô vào đi! Mày sao cái gì? Ôi! Đi xin bố mày! Ui! Nó ngon nghiêng rồi mà đang viện chi kích rồi! Không. Tay bố mày nhanh hơn tay mày nhiều. Ê, cho bụi. Đây, cho bụi cho mày tao này. Ô, tao đi về cả. Tem mày không win nhanh à, nát. Nát treo rồi. Tao chỉ cần hiểu tốt biến rồi, chắc chắn tao sẽ bắt được thằng AD nó. Con này đừng tưởng con này để lẻ không khỏe nhá, con này để lẻ khỏe vãi cứt này. Con để lẻ khỏe cơ. Đẩy đường dòng lên. Đẩy đường dòng lên. I'll give it my all. One cycle. Chạy đi đâu? Ái rồi, ôi đau quá trời ơi! Đúng là đồ ngu. Lớn mà không có khô này. Bây giờ nó đóng một đống căng phép vào mấy thằng đa vật lý, đéo làm được việc, chúng ăn cướp. Holy Dragon has been defeated.
Trời nó! U ti đâu? Thằng ngu! Mày chơi u ti làm gì? U ti mày hồi nhanh đây, cất ra cứ tiếc cái gì mà tiếc? Không nói nó đéo hiểu cái gì được. Kỳ công này! Kỳ công này! Ôi mẹ con kỳ công sao nó đang ấy nó lại mất hút nhỉ? Đánh chết bạn đi! Sống đây lên về! Thế đéo nó toàn bị ngắt chiêu ta! Ui xỉu mẹ cái thằng tu len kìa. Tu len gãi con bò mà trong khi đó con bò không có kháng phép nữa. Thế đéo bọn này cầm tu len không biết cầm ngọc à? Về đời tao ra! Về đời tao ra để con đánh kỳ công! Vệ! Thằng AD nó hồi tốc biến chúng ta. Bắt đầu chó đứng rồi đấy. Bắt đầu chó vào đứng rồi đấy. Địt mẹ nó chứ. Our middle lane tower is under siege. bắt đầu AFK. Đéo hiểu luôn. Thằng này nó đánh nó kiểu cợt nhả. Cút, trừ tao chặn thằng này nữa. Tao chặn thằng này nữa, không cho nó vào nữa. Thằng chó này. Cút. Chạy luôn. Rồi mới đây. Ông nó hack map vào hồ sơ TikTok nhá, tất cả mọi thứ đều có trong đấy. Tôi cứ bắt đầu đến phút cuối bắt đầu giở trò, đầu game vẫn giở trò, cuối game ông giở trò thằng chơi ít thôi. Cút. Thằng này ông thần. Vô. Ông là hack map vào phần hồ sơ TikTok nha. Tất cả mọi thứ đều có trong đấy. Đau bụng thế nhỉ. Ăn phải cái gì mà đau bụng vậy ta? Đéo nào. Sao cứ ăn cờ ngoài vậy ta? Suốt ngày ăn cờ. Đã làm cái gì cũng ăn cờ. Hơi tí ăn cờ. Không sao. Không chửi nữa thôi. Like phát lại. Bố mày lại ban mày ở đấy mà lại phát lại. Ở đấy mà sủ á. Bỏ mẹ cái tem nhìn ghê.
to pick. Ai ổ cắt. Ghê nhỉ. Mới pick con heo su thôi đã mọc ra con cắt rồi. Bắt con dê rồi Batman. Chào Phạm Dũng nhá. Dốc cái gì mà dốc. Tao chồng Phương Thanh Ngọc đây. Mày có là bố nó tao chẳng quan tâm ấy. Tao là chồng Phương Thanh Ngọc đây. Mua là mua thế nào? 10 seconds remaining. Bắn con em su này còn khinh nữa thì bắn con nào? Hà cho tao vào lại đi. Hà cho tao vào lại đi. Vào lại để làm gì? Cuộc tình chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Nào tao bao mày bữa bia. À thế trận sau vào nhá. Trận sau vào. Nếu mà bữa bia thì trận sau vào. Đấy, nói thế có phải tình cảm đi lên không? Nóng như thế này cứ mơ mang bia ra mua chuộc tao. Bố mày ok hết. Ông nói hack map vào phần hồ sơ TikTok nhá. Có mực không? Có. Có. Bia không mực làm đi lạc được được. À nhục vậy em. Bố mới nói thế thôi. Ông nói hack map vào phần hồ sơ TikTok nha. Tất cả mọi thứ đều có trong đấy. Còn chơi cà phê ni thì phát. À ôm nhau à. Thằng Batman này chỉ cần bắt cho ta đúng con dê thôi. Không cần bắt con nào khác. Hạnh phúc là khi có ai đó đợi chúng ta trở về từ chiến trận. Ai à? Ghê nhỉ. Kéo bầy kéo lũ ra đây à? Chứ thì cảnh cáo thôi. Lại phải cảnh cáo thôi. Lại phải cảnh cáo thôi. Chơi được chơi được các bạn. Phi tiêu rơi đâu. Có của đời, chết. Đúng rồi, ném một phi trường. Đại bàng, hãy truy tìm quân địch. Con thanh con này sợ quá, mất hút rồi. Dù trong cho tàn, hoa vẫn sẽ mọc lên. Sợ quá, mất hút rồi. Bướng à. Mày thích bướng đúng không? Mày thích bướng đúng không? Ai chỗ? Ô, bố này bố đi rừng rồi. Ulti đâu? Thôi đợi mày ra ba nó quạt phát cả hai. Thôi. Chúng ta ở đây. Tao quên tao vẫn còn tốc. Tao má nó. Tao quên quả đấy tao hết tốc biến rồi. Tao quên quả đấy tao hết tốc biến. Là khi có ai đó đợi chúng ta trở về từ chiến trận. Túi con cát. Bố mày giả vờ bấm chuột đấy con ạ. Giả vờ bấm chuột mà nó nghĩ là nó ăn được tao. Không, chắc chắn là không. Không có đâu. Bắn chuột vài viên nó cứ nghĩ là nó mạnh. Không phải. Dù trong cho tàn, hoa vẫn sẽ mọc lên. Ủa. Xuyên 4. Mày có tàng hình không? Ném rào vào. Một chấm máu này đánh cái gì? Hồi vào đây, con mít nó lên đấy.
Ở Mino lên đấy, về 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 về. Về đi, về đi, về đi, về. Bắn được thằng AD rất là ngon rồi. Hạnh phúc. Xin bố. Ai đó đợi chúng ta trở về từ chiến trận. Tao bảo rồi, bắt con Mino cho tao thôi. Chúng mày toàn biết bắt cái con gì. Bắt đầu giờ trò ấy. Cút nha, hết tận cút nha, Yến Nhi nhá. Đòi mày ra bã còn. Chuyện với môn thú còn dễ hơn với con người. Đòi mày ra bã còn ạ. À sợ. Hạnh phúc là khi có ai đó đợi chúng ta trở về từ chiến trận. Mày sợ bố mày đến thế cả. The iron defense line has disappeared. Send in the ballista. Mày sợ bố mày đến thế cả. Vinda là quê hương của ta. Rồi để ta lấy cái trụ dòng á, ta lấy trụ dòng á, tao lấy trụ dòng á. Mịt đẹp rồi, mịt đẹp lính rồi. Thằng kia ra bắt chẳng hợp rơi đi. Cái thằng bắt man này. Bố ơi bảo mày nào. Chỉ cần bắt con rơi rồi, không cần bắt con nào khác. Chơi kìa, bắt man. Để tao cho thủ quản lý mày ơi. You have defeated an enemy. Còn mà chúng không tính đam. Này thằng bắn mắt rồi. Từ từ. Bố rỉa cho mày một viên đó con ạ. Đồ ngu. Ôi chịu nha. Cái đấy là do mày ngu đấy. Nhìn thấy nó như thế mà còn lao vào. À vẫn còn đứng biến về. Ô, chúng mà sao không tính đam nhỉ. Ô, chúng mà không tính đam ta. Chúng nhưng không tính đam. À. Tài thật. Bố mình đến đây. Bố Hà là phải đến với các con à. Bỏ mẹ bố Hà chạy đây. Thế mà bố Hà không chơi lại được bọn này. Chạy. Chạy. Ôi, bỏ mẹ con quần nợ. Cái đĩa là sao được ít đạn đấy nhỉ. Bắn được có 2 viên đấy hết đạn này. Đúng lúc nó bụng giáp. Đèn thế nhỉ. À combo người không được quay ra combo lính. Cái thịt điếu này. Bố mày không dĩa cho mày, mày đớp được ấy. Ông nói hack map vào phần hồ sơ TikTok nha. Tất cả mọi thứ đều có ở trong đấy hết. Để cái mua đấy. Thằng bố mày chứ. Dragon and Slayer have evolved. Ultimate.
Ai trời ơi, bỏ mẹ rồi. Phương Thanh Ngọc, mày nên đổi tên thành Phương Thanh Háng. Thật, mày nên đổi tên thành Phương Thanh Hoa, Phương Thanh Háng. Nếu có tác dụng. Trung Đức 6789, tiệm còn 312 mà ông ấy vẫn 010. Sợ thật. Ôi cút nha Trung Đức. Cái đĩa trò này vào game cho có à? À, mày vào game cho đủ đội hình à? Hỏi kia. Chúng ta ở đây để tồn tại. Tôi game cái đĩa này một tiếng đồng hồ giờ vẫn 010 rồi này. Tài thật. Và nó ăn cái công. Đại bàng, hãy truy tìm quân địch. Dark Slayer has been summoned. Ultimate. Shut down. An enemy has been defeated. Phương Thanh Ngọc, Trung Đức. Phương Thanh Ngọc, Trung Đức 6789. Hai cuốn nợ. 011 rồi. Vừa lấy 010, bây giờ 011 rồi. Xem cái thằng mít này nhá. Đúng là đồ của nợ. Lũ ngu này. Trung Đức 6789. Điệt má này. Bây giờ Trung Đức còn lại. Ôi dồi ôi. Bố ơi sao bố lại đi ra đấy làm cái gì? Ôi ôi. Anh Trung Đức từ giờ anh cũng vào đấy nhá. Tôi thấy lần nào vào anh cũng pick con Arthur. Xong rồi anh chả có một cái tác dụng gì cả. Tôi ngán anh đến già đấy. An enemy has been defeated. Our Dragon Lane tower is under attack. Có như thằng nó chơi mãi một con nữa. Nó trung thành một con không chán hay sao nhỉ? Nhưng đa số chúng ta chọn ở lại. Holy Dragon has been defeated. Đéo hiểu luôn. Ui, bắt đầu anh lao lên đấy. Enemy onslaught. Shut down. You have defeated an enemy. An enemy has been defeated. Nice assisting. Trung Đức 6789. Ta thấy nói chuyện với môn thú còn dễ hơn với con người. Đứng lên cao cái kia, đứng dưới thấp là sao bắt được nó? Lại gắn cờ, không nói cái gì cũng gắn cờ là sao ta? Bắt đầu ấy, bắt đầu giở trò đấy. Ta thấy nói chuyện với môn thú. 152 Yến Nhi 2005. Đéo nào. Minh Đà là quê hương của ta và ta thề sẽ bảo vệ vùng đất này suốt đời. Dark Slayer has been summoned. Chính
Ồ. Ăn bố mày gì? Ăn không nổi bố mày đâu. Mày nghĩ mày MVP trận này hả? À? Không có đâu. Không có đâu. Chắc chắn là mày không có chuyện MVP trận này đâu. Ông nói hack map và bàn hồ sơ TikTok nha. Tất cả mọi thứ đều có trong đấy hết. Ai dồi ôi. Qua live muộn này mệt quá. Kênh mới. Thấy đâu kênh mới là bố. Kênh này ta có từ cách đấy 3 năm rồi cơ. Lốc ác chiến tướng chơi đi. Tối. Tối. Lần mới đây. Không phải hack map mà vào hồ sơ TikTok nha. Tất cả mọi thứ đều có trong đấy hết. Giảm điện thuốc ạ. Ôi bố mà chịu nha, thằng này chơi lắm mày. Thằng này thằng đó đâu đây? Tao lại không biết thằng này. Ôi, đã tin mày được. Bố mày không tin mấy thằng cao thủ được. Thằng chơi lắm mày. Nhiều người khác mày. Giật kia. Cút. Đó là vào. Một ông ra. À thì tao mời Phương Thanh Ngọc. Phương Thanh Ngọc đâu nhỉ? Tìm để tao mời Phương Thanh Ngọc. Không, cái con bát tư phần nhai này. Để bố mời Phương Thanh Ngọc. Phút ngay để bố mời Phương Thanh Ngọc. Đi ra để tao mời Phương Thanh Ngọc. Đâu nhỉ, Phương Thanh Ngọc đâu nhỉ? Cái thằng này vào lắm mê. Mày biết nhờ người khác không mày? Tìm để tao mời Phương Thanh Ngọc. Chị em mẹ chưa, để em nhìn thấy cái gì rồi? À mời Phương Thanh Ngọc, Phương Thanh Ngọc không vào. Kinh à. Ôi, bố sẽ dìu dắt chúng mày. Vô. À đéo phải bố à. Tưởng bố. Để tao mời Phương Thanh Ngọc vào cho bay nốt kênh. Ông nói hack map vào hồ sơ TikTok nha. Tất cả mọi thứ đều có trong đấy hết. À. À không phải mày. Không phải mày, hóa ra là thằng người yêu mày à. Hóa ra là thằng người yêu mày à? Cái thằng Huy có người yêu chơi từ sáng đến giờ. À, thằng này vào để ao à? Cút. Một ông nữa. Ôi, cái gì này? Vô. Đúng rồi là quất thôi. Ngọc xinh lắm hả? À, bố không có nick nào ngoài nick Khoai Pay Pro. Your team's turn to ban. Hú tục Lào có hại lắm. Hú tục Lào có hại lắm. Hại cái gì hả bố? Cấm đi. Cấm. Ô cái bọn này. It's your turn to pick. Toàn con nhà rời thế này hả? Hỏng rồi. Hỏng rồi. Đánh con gì được ta? Vậy là bố mày phải đi rừng à? Ủa, tèm một cứng nữa kìa. Ta ra lại còn.
Ấy à, Zyberzon. Tao cho mày chọn trước ấy, tao cho mày chọn trước ấy. Nhanh, chọn nhanh. Vậy là tao sẽ đi rừng. Cầm pháp sư đi rừng. Đi Zack Magic. Bố sẽ cầm đi Zack Magic đi rừng. Đi Zack Magic. Không, đi Zack Magic đi rừng. Cầm con này mới thủ được. Còn mấy con khác không thủ được. Con này đi rừng mạnh mà. Ghê. Thằng kia rồi còn vào tán gái kìa. Phương Thanh Ngọc sao nhìn em đẹp vậy? Mặt mày đúng có vấn đề luôn. Theo mày con Phương Thanh Ngọc nó đẹp ở chỗ nào? Theo mày cái Phương Thanh Ngọc thì nó đẹp ở chỗ nào? Thằng này đúng mắt có tật luôn. Thế mà cũng khen nó đẹp được. Tài. Trong mơ tao chả dám khen cái điều ấy. Phương Thanh Ngọc sao em đẹp vậy? Má toàn cái thứ đéo đâu. Sao em đẹp vậy? Trời này cân 5 được không ta? À, ai ra cầm túc. Cái gì đó? Cầm thanh tẩy. Phương Thanh Ngọc sao em đẹp chào vậy? Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Câu nói nghe sợ đó chị được. Sao em đẹp vậy? Magic creates. Yeah, girl. Má. The more I know, the more I realize how ignorant I am. Ui, bắt đầu ấy. Ui, bắt đầu đi cướp ấy. Đi cướp ấy. Đấy thì ngu nhưng mà được cái đi cướp. Đi cướp. Có vẻ ghê gớm đi cướp. Ui, mà thằng kia nó đông lên cái chương 1 của tao. Giỏi thật. Ghê này. Bản lĩnh ấy. Đội nguyên cái chiêu 1 của tao thì mày quá giỏi luôn. À ghê cái S cơ. À bố mày cảm ơn nhé. Magic holds the truth about this world. Làm đội nguyên cái chiêu 1 của tao thì mày ghê quá. Trời. Thấy tao dùng cái gì không? Cái gì? Dragon and Slayer have appeared. What? This is not yours. An enemy has been defeated. Ông nói hack map vào bản hồ sơ TikTok nha. Tất cả mọi thứ đều có trong đấy hết. À ghê. Dùng ulti để ăn cái quái rừng. Mày bản lĩnh đấy. Dòng lên, dòng lên, dòng lên, dòng lên. Dòng đi. Lại ăn một núi cầu vào mõm bây giờ. Đánh với máy à? Sao đánh với máy giờ này nhỉ? Sao lại đánh với máy ta? Họ đánh với máy thật. This is not your place.
Người làm gì mà ngu đến mức độ này ta? Cái khả năng dễ mega đấy. Ê bọn nào, ê ông nào thử chát lên xem có phải chúng nó có phải là máy không? Ê ông nào chát lên có chứ của máy à? Lại gắn cờ. Xàm thật. Nói cái gì cũng gắn cờ. Ôi con búa xanh của ta thằng nó liếm nhanh ấy nhỉ. As much as it destroys. Tấn công tướng địch. Ai da. What goes up? This is not your place. Ông máy thật. Ông máy thật đây. Ông máy thật. Sao lại máy rồi? Only lost ambitions. Ông máy thật rồi. Chán đấy nhỉ. Máy thật đấy, máy thật đấy, máy thật đấy. Máy. Máy rồi. Ô máy rồi, trận này đánh vớ vẩn cũng thắng. Ở trên win nhanh. Cho sao để mỗi ông cao thủ vào nhá. Cho đỡ gặp máy. Gặp máy giờ này. À, quay và đá đẻ tao quay. Mày không biết mày đang gặp một bếp đi rắc magic đâu. Trời nó mai. À đéo phải máy đâu nhá. Nó biết nhảy lên người thế là không phải máy đâu nhá. Làm gì có máy nào như thế nhỉ. Một cầu, hai cầu. Ui, thằng kia đông lên một núi cầu của tao kìa. Ô mẹ máy thật. Chán đấy nhỉ, sao lại gặp máy ta. Tôi gặp máy giờ này nhỉ. Thôi quên sớm đấy. Đánh con máy trắng quá. Bắt quả cầm hình. Ông nó hack map vào hồ sơ TikTok nhé. Tất cả mọi thứ đều có trong đấy hết. À đã phải máy không nhá. Sao lúc máy lúc không là tao ta. Ủa bà mẹ con kia xì nó móc lốp kìa. À thật kia chạy nhanh thế. Ủa. À không phải máy đâu nhá. Máy đi vào săn được á. Ghê vậy. Cái máy là đi vào săn được chúng đấy nhỉ. Ủa đấy. Nó lại đi vào săn mình rồi. À ghê. Ủa, gần đủ đam nhá. Còn đấy mà rơi còn tầm 2k đam phép là thằng hơi lột cổ đấy. Ủa, đừng ngủ quê mày. Chơi nó.
Ôi quên đi, quên đi, quên đi. Mày quá. À, cũng đi tốc biến nhá. Làm gì máy biết tốc biến này. Quên đi, quên đi, quên đi. Lần mới đây ông là hành map và còn hồ sơ TikTok nhá, tất cả mọi thứ đều có trong đấy hết. Cái gì đó mê gà bố hà, chào tao đi, tao ấn like cho tao bí ẩn nhá. Ôi tao mỏi quá. Lần mới đây nghỉ cái gì hả bố, đã đủ giờ đâu, nay like muộn này. Thích ôm lót nó có tác dụng gì trong game? Thôi để mấy ông cao thủ vào nhá. Ta cứ nghĩ là nếu mà đi trăm năm thì không gặp máy, mà thích đến này gặp máy được nhỉ? Phải gặp máy không ta? Ta xem nó có phải máy không? Ôi không phải máy đâu, người đấy. Thằng Nhân này vừa đánh con gì? Mà lót hiếu lại hiếu rồi. Ngày thằng đéo nào đây, thằng này nó vào nó phá mình ta vô. Ông nó hack map vào hồ sơ TikTok nhá, tất cả mọi thứ đều qua trong đấy hết. Quảng cáo rồi, còn gấp chết đâu, không quảng cáo nhiều. Đâu một ca like đâu mõm. Mấy giờ rồi để biết còn follow? Đó có mình thế là đủ hiểu chưa? Đánh một con lạ lạ nhá. Hôm nay con quen. Nó lại con này ra là thế nào nhỉ? Đánh một lạ lạ nhỉ? Hà AD đi. Ồ, đánh máy AD chán á. Đánh AD được. Đánh AD chán. À, ghê nhỉ. Ghê đấy. Ấn nhầm. Thôi để tao đi tốt rồi, tao đi tốt rồi. Thằng kia đi biết đi rừng không? Thằng kia biết đi rừng không? Rồi tao đi tốt rồi. Ông cụ tổ ngành quạt. Nát là nát thế nào? Khinh bố mày à? Ông chùm bạch đo, một con cá và một con bọ. Bọn mày chắc chưa thấy tao chơi con này bao giờ nhỉ? Tao đi với thằng đếch cha. Đi với thằng đếch cha. Để nó lên giấy giáp đúng không nhỉ? Đừng khinh tao đánh con này.
Full dam, chắc chắn là full dam. Ôi giời, tem lắm cao thủ đấy nhỉ, bốn là cao thủ rồi. Mình kim cương rách này có vẻ hơi ôi ôi khó quá. Bán một cái gì, một đồ thủ không ngộ không nó gõ, có chắc nó gõ được tao không, có chắc nó gõ được tao không, gõ được hay không? Không gõ được tao lại quạt cho. Đúng rồi, lên giày giáp. Lên giày giáp vụt cho đau. À dù tao mà đời tao mà phải lên giày giáp á, lấy cái này. Ôi dồi, gì mà căng thẳng thế, gọi người xuống à, mà thích gọi người xuống à, hả, à, thằng thằng support ở dưới này, ai trời ơi, tui lên đâu? Trời nó, tu lên đâu? Thế đi ăn là lúc tào tao là con mồi ta. Ôi hai thằng súc vật, hỏng rồi. Đúng là hiếu thật. Ở cân hai kìa, cân hai kìa. Ôi ngon quá. Giỏi phết nhỉ. Ra đây. Dragon and Slayer have appeared. Demon blood. A total Raiko Carnage follow. Đau. Đau quá. Ủa nó hồi máu kìa. Xong rồi. Thế mày đánh con cá này. Hồng ơi, hồng ơi, hồng ơi. Ông đánh đau thế này. Ôi chơi game 800 tiền này. Ôi thôi, biến. Farm đã. Hồng ơi. Game mày. Ô mẹ thằng xanh con này. Bùn láo nhỉ. Ô sao nó biết à. Hạch map à. Ui. Tập hợp cái gì vậy mít đi. Linh mít kia. Kì trông mày. Không dồn được đam nó đâu. Nó có ulti rồi làm sao được nó. À, chơi game mà tốc biến kìa. Ok, nát đi. Ok, làm gì nát đi. Địt quá, con kia công kìa. Nó có cả hai đấy nhá. Không ba không. Lầm. Không ba không.
Thế đéo là bọn này nó vào mỗi lần nó xuống ganh tao là thế đéo là có chuyện nhỉ. Thôi đừng ganh tao nữa. Đừng ganh tao nữa để bố em phạm ra. Đừng ganh tao nữa. Làm ơn đừng ganh tao nữa. Thật đừng ganh tao nữa. Tránh xa bố mày ra để bố em phạm ra. Bố mày cấm thằng nào xuống dưới này nhá. Thằng nào xuống dưới này bố mày ban. Bọn mày thằng nào lấy trụ tao. Má giảm chưa kìa. Không bốn không. Hồi từ giờ không đánh con cá đâu. An enemy has been defeated. Tấn công trụ dominating. Không đánh con cá đâu. An ally has been defeated. Không sao. Tao đã được farm rồi. Thằng Hiếu bỏ lưng đấy. Ngủ không nó về mẹ mất rồi. Tránh sao đây bố ơi phan. Đi mày chúng mày đừng gần tao nữa. Chúng mày càng gần tao tao càng ghét được phan nhé. Thằng danh con này. Cái gì? Thằng AD với thằng support ở dưới này rồi. Thế đéo là bọn này mỏ xuống đi lắm đấy nhỉ. Đống thằng bắt được nữa. Shut down. Dòng đang bị tấn công. Lính mít kìa. Lính mít của thằng nào. Ăn chân lắm vào. Nó cướp này, nó cướp này. Ui dồi ôi. Bố mày sẽ lên đồ kiểu này. Bố mày vụt cho nó đau. Ông cụ tổ ngành bách đo đi rồi. Mẹ mày con lính ở đi chậm thế nhỉ. Đuổi cái gì mà đuổi. Đừng theo tao nữa. Tránh xa bố mày ra. Các cứ ở đâu là chúng mày để bu vào đấy nhỉ. Để bố mày im, bố mày đi farm tí. Thằng AD thôi lộn cổ rồi. Các cứ ở đâu là chúng mày xuống đấy. Tao tọt như thế này chúng mày làm sao. Đấy. Các sang bên này, chúng mày bây giờ chúng mày cũng lại sang bên này. Ta đã bảo. Ta sang đường dòng, chúng mày cũng sang đường dòng. Đừng. Đã bảo rồi đừng chi cho tao nữa. Tại sao tao ra để bố mày farm đi đã. Bố mày tự lo được. Đầu game bố phải thả cho nó mấy mạng thôi. Ui, đánh đau thế nhỉ. An enemy has been defeated. Ăn cái đéo gì mà đánh đau mày. Không thoát lắm đâu nhá. Thằng này bây giờ ngán tao rồi. Thằng này bây giờ ngán tao rồi. Sợ tao rồi. Má chơi game chạy kìa. Má trời ơi. Cái chiêu 2 của tao đâu.
Đi mày chiêu hai tao đâu? Tấn công trụ. Thế đeo là cứ chiêu hai này sao nó hồi được sai lúc ấy nhỉ? Nó hồi chiêu hai quả đấy thì có phải được địch mà. Mày nghĩ bố mày sẽ thua trận này à? Không! Thua làm sao được? Cháu bùi bùi đỏ mình. Ôi xong đời với tao. À thằng kia còn Thuấn đấy. Thế sao bố ra để bố mày đẩy trụ lén? Bố mày trận này bố mày không chơi quân tử nữa. Ồ đéo ăn con này, ăn con bùa xanh ngon hơn. Man. Thế là mất con xe. Điên rồi. Sai sai cái đeo gì ta? Thằng chó Fenix kia nó giàu thế nhỉ, nó đã 7k7 rồi. Ui 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 ui. Ủa, bố mới đi đẩy lẻ hắn. Bố không đánh nhau với chúng mày đâu. Ơ thằng dùng kia sao không đẩy nó đi? Này còn quay về ăn màu đỏ nữa. Ô thằng Fenix cái về cho con ạ. Ô thằng kia bỏ mạng rồi. Hay lắm. Đời mày đúng ra bã con ạ. Nghe nói có thằng đang ăn kinh công. Chú ý si ra. Tấn công tướng địch, cẩn thận ai da. Bố mày không ăn được thì chúng mày đừng nói chuyện ăn. Có lính không nhỉ? Để tao chặn lính mất. Hay lính, hay lính, hay lính, hay lính. Hay lính, còn mỗi con lính ghẻ thôi, tao chặn được. Địt mẹ mày con này hồi chiều lâu thật. I am captain now. Ôi mà mày rơi kỹ công rồi, tao đẩy lẻ mất. À kỹ công đấy. À kỹ công ơi, để tao đẩy lẻ trên đây. Giờ này không tăng ai solo công ngắn được nào rồi. Ô mẹ cái con Veza này. Có mấy cái con ngộ không ghẻ chơi lại nó. Ủa. Thế mà nó cũng sốc được đam mình. Game giá quá rồi. Game giác quá rồi. Thế mà nó cũng sốc đạch đam. Hạng ngôi. Dừng mày, dừng ơi. Không thằng nào hôm nay bảo. Không thằng nào trận này bảo gặp máy nữa nhỉ. Không thằng nào bảo gặp máy nữa nhỉ. Mày nghĩ bố mày sẽ thua trận này á? Không có đâu. Làm gì có chuyện thua. Dark Slayer has been summoned. You have been defeated. Enemy ultimate. Shut down. Nice assisting. Nice assist. Detroit. Double kill. Cái đời. Sao nó khỏe vậy ta? Ally has
Không sao nhá. Thằng AD đi về. Thằng AD đi về. Về đây, về đây, về đây, về đây. Còn mới một trận phế rồi mà cái đéo là chúng nó không gánh như tao nhỉ. Bảo chúng nó đi về, chúng nó đéo về. Hóa ra chúng này cũng toàn mõm ấy. Đéo thằng nào biết gánh rồi. Toàn thần mõm ấy. Our base tower is under attack. Your tower has been destroyed. Infinite Slayer has appeared. Prepare for the final battle. Rút cái thằng bố chúng mày. Được mẹ đấy. Ôm nhà tao để lẻ mất. Ôm nhà nhá. Được mẹ vừa nói cho ôm xong phát nắp đến luôn rồi. Chúng nó đến hết từ ôm là cái gì rồi. Mày đuổi được bố mày, đúng bố mày à, mày luôn đấy. Ôm nhà nhá, để tao đẩy lẹ con này. Má chúng mày đi về đi, thằng ba khỉ bắt kia. Ôm mày tao đẩy lẹ. Ôm đi. Tao bắt nó mày về. Ô thủ nhà nhá. Tao chơi lại được thằng ngủ không? Địt má vào thủ nhà kìa. Trời ơi! Có mất cái địt thủ. Má nó ngu à. Thôi. Cái yêu nào thì vào liệt. Tao đã bắt được thằng Mít nữa rồi, thằng Khỉ lại còn đi về nữa mà ba chúng mày không thủ được cái nhà. Thôi biến đi, đừng đánh Violet nữa. Xúc rồi. Thì đi ông này đánh con Violet không bắn được con Zadam nhỉ. Bố mày đánh Violet trận này. Có mỗi một trận mà pick mỗi con tứ vơ vẩn, bắt đầu chúng nó đéo làm một cái gì. Điếm là cầm cái Violet sao phun đổ bắn chúng ta đam nhỉ. Sao cái bọn này nó ngu thế vậy ta. Bố mà trận vừa rồi đúng bố là phế thật. Mà cái điếm chúng nó có đồ chúng nó bắn chúng ta đam nhỉ. Ồ tài thật. Sao mà có đồ bắn chúng ta đam nhỉ. Bọn này nó đi với dùng ngọc cái sao nhỉ? Violet! Má nó Violet! Bố mày cầm Violet. Nếu nào cầm Violet bắn không ra đam. Tao cũng cầm Violet. Mà nếu nào mà chúng nó bắn không ra đam mà tao lại bắn lại ra đam nhỉ. Lấy con giật. Giờ cái lộn bắn rồi mà cũng không nổi. Violet. À mày. Bố mày không cần skin.
một ngày. Quảng cáo cái gì? Bố mày nhắm mắt lên, bố mày phải cầm AD thì biết rồi đấy. Hết cam mình. Ở cái thằng bố mày, mày chọc cho bố mày tức lên, bố mày chửi ban kênh, bố mày chọi bay vĩnh viễn đấy con này. Bảo thủ nhà đi, bố bắt được thằng khỉ rồi. Mà cái đéo là chúng nó không thủ nổi nhỉ. Cầm con vai lét sao lại bắn đứng ra đam được nhỉ. Tao nói trước, những thằng nào từ giờ vào kênh tao ấy mà nói chữ phát lại ấy, bố sẽ cho bay màu luôn. Đây đây đây, thằng này thử bố mày tắt kênh chat thì bố mày đéo đọc nữa. Đọc bẩn mồm. Bố mày thằng rẻ rách. Cũng là Violet. Mà thì đéo là tao bắn ra đam, mà chúng mày thì đéo. Tài thật. Bố mày kích mày đấy, bố mày cũng đùa đâu. Đừng có nhầm. Đó thì rách, mình đập. Mà như bố mày không né được chiêu của mày á. Bố mẹ mày làm mày nhổ cây con ạ. Kéo nó về đây. Đừng có lại đi. Chơi cho nó, chơi cho nó. Chơi cho nó. Thằng này mới hay. Bố láo nó quen. Lấy cướp được à? Hoàn xong mày rồi còn cướp cái đéo nữa. Cầm con vai lét để đường chúng nó như thế này. Mà thế nếu là con vai lét vào tao tay, trong tay của nợ kia, nó không ra một cái thể thống công rãnh gì. Xàm thật. Ăn nó xả lơ. Bố mày hết mé mà nè. Vậy đã. Ông nó hack mát vào hồ sơ TikTok nha. Tất cả mọi thứ đều có trong đấy hết. Đừng có nháy nháy nháy. Bố cho mày cút vĩnh viễn đấy con ạ. Đi mà cậu hỗ trợ tem đi. Bố mày cầm vào, bố mày cầm AD mày mới được sướng như thế rồi. Chứ bố mày cũng cầm AD ấy, loại mày không làm được cái gì đâu. Đúng là đồ ngu, đồ ăn hạ. Như cái mõm.
Rồi, lấy nửa máu trụ đi. Ồ, kéo lên được trụ ấy. Thì nhanh đấy con ạ. Ra đây. Ra đây. Ra đây. Ra đây. Đi ra đây. Ra đây thằng nhóc con. Ra đây. Mà ra hết đi. Tấn công trụ. Rút lui. Bố phải cầm con AD để ép như thế này. Bảo không có người yêu. Yep, yep, yep. I never miss a shot. Thằng ấy làm gì đã có đam? Bố láo nó quen đi. Không thấy nói tôi nghĩ mình mạnh. Bố mày lấy cân 2 trên này luôn. Ông vào hack map vào hồ sơ TikTok nhá. Có tiền mất. Mày lên như lên bù liếm à? Không có đâu con ạ. Không có chuyện bù liếm ở đây đâu. Kéo. Kéo thằng nào nữa. Thì mày bố mày đạp to lắm rồi. Thấy chưa. Thằng đéo nào nữa. À ghê à. Vân Long tám tước rồi. À ghê. À ghê, Vân Long tám tước. Có mà Vân Long lộn cổ. Múa mới chả may. Múa đi. Dậy nó đi. Ông nói hack map vào phần hồ sơ TikTok nha. Vân Long tám tước. Xin lỗi à. Em mà xin lỗi này. Vân Long tam thước rồi. Vân Long tam thước. Vân Long nhất người. Đéo là không được mega ta. À máy. Là bắt đầu máy.
Trận hôm qua, trận vừa rồi sao không bảo máy đi? Hay trận này Takamade mới bảo máy? Vân Long tam phước rồi. Ôi trời ơi. Má nó Vân Long tam phước rồi. Ông hack map vào phần hồ sơ tích công. Tất cả mọi thứ đều có trong đấy. Vân Long tam phước. Không có bố mày còn lâu chúng mày mới công được trụ. Nó có giảm hồi máu rồi á. Tao có hút máu đâu mà nó giảm hồi máu tao làm gì? Mày nhìn thấy tao đồ lên đồ có đồ hút máu nào? Không hai hai. Đâu có tác dụng gì trong game. Đâu mà tác dụng gì luôn. Bố mày không công, còn lâu chúng mày mới công được. Ô mẹ thằng kia, không biết nó đã có cầu rồi cơ. Mới bắn nhẹ thôi mà đã tốc biến rồi. Thế lần sau lấy cái gì để chạy nữa. Vân Long tam thước đâu? Mày kéo thế à? À kia. Vân Long tam thước. Ok đi. Cứ để ép bố mình để ép con đánh con AD. Phải đã thích đánh con AD đâu thật. Không thích đánh con AD đâu. Thôi nghỉ nhá. Nghỉ đây. Mệt lắm rồi. Like nhiều ác vậy hà. Xin thông báo với các bố kênh. Xin thông báo với các bố thế này. Kênh Hà đến đây 1977, kênh đấy đã bị ban một tuần và ngày 13 mới mở. Kênh Trùng Kéo Danh Hà cũng bị ban một tuần và ngày 14 mới mở. Còn bây giờ còn mới kênh này để like thôi. Kênh này mà bị ban nốt thì chắc chắn là về vườn rồi. 54,9% đam, tính là 55% đam. Nên bây giờ chỉ like kênh này từ giờ đến ngày 13, ít nhất phải 13 tháng tuần sau. Tuần sau nó mới mở lại mấy kênh kia. Nên sẽ chỉ like kênh này thôi. Ông nào hack map vào hồ sơ TikTok nhá. Tất cả mọi thứ đều có ở trong đây hết. Bản hack như trên live stream không chấp mọi lỗi tố cáo. Nhưng mà nếu mà đánh mà để không phang bờ phang bụi ấy, mà đánh giữ một tí, giữ kín một tí thì auto bất tử. Đấy là quảng cáo như thế. Thôi nhìn đây. Chào anh em nhá. Chiều 5 giờ like tiếp nhá. Hôm nay được bao nhiêu like ta? Được 22.000 like. Cảm ơn các ông đã like nhá. Thôi nghỉ đây. Chào anh em nhá. Chiều 5 giờ được 5 rưỡi gặp lại nhá. Đi vệ sinh ấy, đau bụng quá ấy.